Bây giờ là tôi sẽ quay cho các bạn là về toàn cảnh của ngôi chùa Hộ Quốc tại Phú Quốc, giáp bờ biển, rất đẹp. Một cảnh tượng đầy vẻ đẹp, hùng vĩ. Chúng tôi sẽ vãn cảnh nơi đây. Wow, đẹp quá các bạn ạ. Lát nữa tôi sẽ vào bên trong để chúng tôi thắp hương và vãn cảnh chùa. Các bạn ạ, nhìn xa bức tượng Phật Bà Con Âm Bồ Tát màu trắng. Có đẹp không ạ? Tôi nghĩ là rất đẹp. Cao. Đẹp. Lưng tựa núi và quay mặt ra biển. Các bạn có thấy đẹp không ạ? Từ trên cao nhìn xuống thì có một cái vẻ đẹp riêng. Tuy là chúng ta chỉ nhìn thấy những mái nhà thôi, nhưng dù sao nó cũng là một cái vẻ đẹp riêng của nó. Một vẻ đẹp khó tả. Bức tượng Phật Bà Quan Âm Bồ Tát. Những con người bên dưới trở nên nhỏ bé. Tôi quyết định hạ cánh để tôi vào bên trong chùa để thắp hương và vãn cảnh. Các bạn ạ, chúng tôi đã có mặt tại chùa Hộ Quốc của đảo Phú Quốc. Chúng ta đến đây và vâng, chúng tôi đã đến một ngôi chùa. Đầy dữ liệu. Máy đầy dữ liệu. Không thể phát được nữa.
các bạn, rất nắng. Rất là đẹp. Em ơi, các bạn là toàn bộ cảnh chùa đây trên nào. Đang chụp các một kiểu đây. Và các bạn hãy xem. Thì chúng tôi sẽ di chuyển sang một ngôi chùa nữa. Đây là ngôi tượng đá hơn màu xanh ngọc. Các bạn thấy tuyệt vời chưa? Rất đẹp. Cảnh chùa hơi nắng một tí nhưng mà cảnh chùa thật đẹp. Tôi có mặt tại chùa Hộ Quốc, Quốc đây. Thôi chú, giờ đến giờ chúng tôi phải lên xe rồi. Xin chào các bạn nhé. Vâng các bạn ạ, chúng tôi đã bắt đầu đến điểm chuẩn bị đi cáp treo ra một vài hòn đảo. Đây là cáp treo dài nhất thế giới các bạn nhé. Các bạn xa xa các bạn đã thấy chưa? Các bạn thấy đẹp không ạ? Có tuyệt vời. Chúng tôi sẽ quay từ cáp treo quay xuống. Chúng tôi sẽ vào mua vé. Xin chào, xin chào. Đây là bạn tôi đi cáp treo các bạn ạ. Đi cáp treo dài nhất thế giới 8 km nhá. Cáp treo vượt biển. Các bạn hãy xem. Đi một cái đoạn nước đăng ký. Wow. Và phòng vệ sinh cũng thấy hay các bạn ạ. Em vệ sinh nan nhá. Xếp hàng theo nhà đây, đây. Chúng tôi đang xếp hàng để mua vé các bạn ạ. Đâu đoàn rất đầu đoàn nhé. Đây này nhà đây này, đây các bạn. Đây này. Xếp hàng mua vé. Tuyệt vời nhỉ. Chúng tôi bắt đầu lên cáp treo các bạn ạ. Cáp treo xong rồi, lại hết rồi. Vâng, và đoàn của tôi cùng 22 người sẽ lên cái quang này.
bạn đã xem nhá, cảnh đẹp đang chờ. Các anh chị chủ động lên nhá. Đây, mình ngồi đây. Cảnh biển thật đẹp các bạn ạ. Cảnh rất là đẹp. Các bạn ơi, đây là cáp treo dài nhất thế giới. Các bạn đã ghi cáp treo dài nhất thế giới bao giờ chưa? Chưa đâu. Đây là cáp treo dài nhất thế giới. Đây là cáp treo dài nhất thế giới. Cái cảm giác nó thật là cáp treo dài nhất thế giới. Tí nữa chúng tôi xuống đây để bắt hàu nhá. Đây là các bà con đang đánh thuyền chài và câu cá mực. Đẹp thế, toàn biển này. Biển đây. Sao ở đây nhiều thuyền thế nhở? À, tối đấy, thuyền này mới ra đi câu mực. À. Bây giờ họ đậu đây tối họ mới đi đánh. À. Như vậy là chiếc thuyền này là tối là bắt đầu mới là ra đi câu mực. Không biết mà đi nhỉ. Xong ở đây xong đi câu mực. Chào ra nhá, hiện nay đang ở đâu? Đó là biển nó lắc treo dài nhất. Cáp treo biển. Cáp treo dài nhất thế giới các bạn ạ. Dài nhất thế giới các bạn ạ. Tất cả. Ai mà không đi chuyến này là quá là tiếc luôn. Quá tiếc. Em ấy cảm nghĩ thế nào mà khi mình đi cáp treo dài nhất thế giới nhỉ? Hạnh phúc quá tuyệt vời. Phát biểu thế nào về cáp treo dài nhất thế giới nhỉ anh nhỉ? Tuyệt vời. Các bạn giờ mới qua này đi được, một đấy đi. Đây là một số các anh chị em. Ai mà không đi được quá tiếc. Bây giờ khổ rồi, bây giờ phải đi xuất xuống đúng không? Cáp treo dài nhất Việt Nam. Đây, cáp treo dài nhất thế giới đây. Đấy. Các bạn đang nhìn thấy cái số cả cáp treo gà 7899,9 mét. Đấy. 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 8 km đấy. Đấy. 8 km dài đấy. Đấy, cái số đấy, đấy. Đây là số mét con ạ. Số mét của cáp treo 899,9. Chúng ta chuẩn bị lên đỉnh cột này. Đi lên cao này, lên cao này. Khi mà xuống ấy là nó có cảm giác nó thốn thốn thế nào ấy. Thật là tuyệt vời. Những người yêu cảm giác mạnh. Lên đỉnh nào. Mọi người được lên đỉnh nào. Ngọc trai lên đỉnh đi. Ôi trời, trai lên rồi bắn cả góc. Lên đỉnh này xuống à. Cảm giác thật là khó tả đấy. Qua đến nào
Các bạn nhìn này, toàn gái xinh trai đẹp này. Úi trời ơi. Chiều dài của em sao bên kia rồi? 3,999 đây là hết luôn rồi. Không có cái sướng nào bằng cái sướng nào. Có phê không? Phê không phải hỏi là sướng như thế nào? Sướng quá, không sướng. Thôi gia đình bé đi đâu? Các bạn đang đi đâu? Ca chào. Lên rồi, lên rồi, đang lên rồi. Lên rồi. Chuẩn bị lên rồi, chuẩn bị lên rồi. Lên rồi, chuẩn bị lên rồi. Chuẩn bị cái gì? Các bạn ơi. Chúng tôi lại chuẩn bị lên một cái đỉnh nữa các bạn ạ. Lên đỉnh đi. Ngày hôm nay chúng tôi là toàn lên đỉnh thôi. Nước trong veo nhỉ. Nước này như là bút mùi dấu sông chua ở Quy Nhơn. Đây là những khu nhà nhỏ nghỉ chân ở đây thì cực kỳ tuyệt vời. Nhà dân ở đây. Nhà bên nhà dưới này thì đã bọn người xuống nhá. Chơi nhá. Đừng ơi, đừng có nhảy xuống nhá. Nhớ là đừng có nhảy xuống đây. Cứ thấy nào mở cửa đấy thì nguy hiểm quá. Dung ơi, hai đảo kia của nhà anh kia. Ờ đấy. Cái là của nhà em đó. À đấy. Chuẩn bị lên đỉnh nhá. Tổng chúng ta là lên 6 đỉnh tất cả các bạn ạ. Lên 6 đỉnh nhá. Lên 6 đỉnh. Lên đỉnh. Lên đỉnh theo tư thế là mình đứng đứng lên đỉnh như mấy máu. Đấy. Không ngồi không nằm nữa mà chúng ta chuyển đứng nó mới máu. Đây gọi là không ai bị thua thiệt. Ngay nữ đều là trong này là trong này là đi là 6 lần lên đỉnh. Đàn ông 6 lần thì là đi nhận mà đàn bà thì xuống. Các bạn biết à? Các bạn nam là được lên đỉnh 6 lần trong vòng 15 phút. Biết là máu rồi. Đàn bà thì xuống mà đàn ông thì chuẩn bị nhá.
đỉnh này. Chưa đỉnh. Quả này đỉnh cao này. Chưa biết đỉnh nhá. Xuống quả này ra. Công nhận là mỗi một lần lên đỉnh nó sướng thật đấy. Cái gì lên đỉnh cũng sướng đúng không? Cảm giác thật là khoái. Cái đó là nuôi ngọc trai đó chị. Thế à? À, nuôi ngọc trai đâu? Đó, mấy cái màu đen đen đó là nuôi ngọc trai. À, mấy cái là nuôi ngọc trai à? Đây, đây, đây. Rồi, các bạn ơi, đây là đang chúng tôi đang chuẩn bị sắp đến chỗ khu nuôi ngọc trai. Đấy, cái nhà mà nhiều màu sắc đấy. Đấy, các bạn thấy chưa? Cáp treo dài nhất thế giới. Đấy, đấy một cái nhà gì đây, cái có phao đen đen dài dài đấy, cũng là để nó ngọc trai đấy các bạn ạ. Lưới này à? Tuyệt vời. Cao lưới của nó đấy. Đến 9,9 km. Cảm giác bên này nó lặng nhỉ? Nó chìm xuống ấy nhỉ? Xuống rồi bên này nhỉ? Các bạn, tôi zoom lại các bạn nhìn thấy đen đen ở theo dọc chảy dọc thẳng song song bờ biển đúng không ạ? Nên để những biển đó, đó đấy là những cái mà treo như con trai đấy ạ. Đấy, rất nhiều rất nhiều. Nhấc mỗi một lần nhấc lên thì nó một dây dây của nó khoảng 3 đến 40 con. Nuôi ngọc trai, nuôi ngọc trai. Hôm qua nuôi ngọc trai đấy. Đây là nuôi ngọc trai lấy ngọc. Xa xa đằng kia là có rất nhiều thuyền các bạn thấy chưa? Để tôi xuống lại các bạn xem. Rất nhiều thuyền bè. Những cái thuyền nhỏ này là chuyên để câu mực buổi tối. Hiện tại đang neo đậu ở đây. Và đến tối chúng ta đi câu mực. Tối đi câu mực đây các bạn ơi. Câu mực thật tuyệt vời. Cảm giác còn thú vị hơn cả đi cáp treo này nữa. Không biết nước lên gì đâu. 8 cây cơ mà. 8 km các bạn. Đến nơi rồi, công viên nước lên rồi. Đây công viên nước đây. Quả này mới là cao này. Đúng rồi, mình lên lần cuối rồi, sắp tụt xuống rồi. Rồi tụt rồi. Nào lên đỉnh nào mọi người ơi. Lại lên đỉnh nha mọi người ơi. 2 3 hô nào. Hô nào. Lên đỉnh mà vẫn phải hô đấy anh em. Của mình bây giờ còn là 1:30 nữa thôi. Ôi là coi như là kết thúc đi ở đây. 1:30 nữa. Dạ đúng rồi, 1:30. Thì có hai cái lựa chọn cho anh chị nè. Công viên nước là anh chị vào vừa chơi vừa chụp hình sống ảo, không tốn tiền. Sống đây là cái bãi biển nè, nếu anh chị nào đi xuống bãi biển thì nó sẽ có xe điện chạy một vòng đi xuống bãi biển cho anh chị. Ngồi xe điện mất tiền không? Anh không có tiền. Không mất tiền. Thì nếu mà anh chị muốn đi xuống biển chơi luôn á thì mình ai đi xuống biển thì lại bắt xe điện đi xuống, em sẽ chỉ cái đường đi xuống xe điện. Okay, còn đầu tiên mình vào sẽ tới là trong cái nước đầu tiên. Nhưng mà quý vị nếu mà mình thấy biển đó, ngày mai tối về khách sạn mình cũng có biển, anh chị muốn xuống biển vào ngày mai thì mới, còn công viên nước thì khách sạn mình không có, có thể sắp xếp và ưu tiên mình vào đây. Thế thì cả đoàn đi chơi thế thì cả đoàn đi chơi cảm giác mạnh nghe cả đoàn. Thông ngày mai sẽ về ở gần khách sạn ấy, có bãi biển rất là đẹp ở đấy chơi game cũng được. Bây giờ chúng ta sẽ đi chơi ở đây, chúng ta sẽ chơi ở công viên luôn nhá. Ok, công viên nhất về nhá, tập trung ra nha. Ok, đúng rồi. Giờ đây là cái này nước. Là 5:30 là nó ngưng cho đó anh chị phải đúng nước của anh biết là ở lại đây luôn ngày mai. Vâng, cái bờ công viên nước từ trên cao nhìn xuống các bạn thấy đẹp không ạ? Các anh chị chú ý giúp em này, chúng ta đi nhớ đẹp là 22 người thì lúc về cũng phải 22 người và nhớ là phải mặc định trong đầu là cái giờ này chúng tôi bắt đầu cập bến các bạn ạ. Chúng bắt đầu cập bến. Đẹp quá đẹp quá. Có hai người. Tuyệt vời ông mặt trời.